Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ lên tiếp cái video là thay pin của dòng series 12 này nha. Đây, cây này thì hiện tại pin đang là 80% đây. Đấy, cái iPhone 12. Thì đầu tiên để mà thay pin thì mình phải test sơ chức năng, ví dụ như cảm ứng của máy. Thì cái cách thay pin nó sẽ bao gồm những gì, nó cũng tương đương với lại dòng series iPhone 11 thôi các bạn. Đây, các bạn khi mà tắt màn ra thì cẩn thận, đối với mình thì mình dùng cái loại dao đại bàng này, bạn nhát tay thì đừng nên dùng nha, mình dùng cái loại này quen rồi, không thì anh em sẽ dùng dao lam hoặc là những cái miếng mềm như thế này này. Đấy, để hạn chế cái tình trạng tách cái màn ra nó có rủi ro. Khi các bạn tách ra cứ dùng cái dao đại bàng này, đối với màn zin nha, zin bóc cái máy zin á thì mới tách ở dưới cuốn cổ này delay. Còn nếu mà đã ép kính hay là đã làm ron rồi á, thì các bạn nạy từ hai bên qua, đừng nên, khuyến khích là không nên được nạy ở dưới cổ này nha, sẽ sọc màn đấy, chỉ có màn zin, máy zin mới được nạy như thế rồi nha. Các bạn làm theo mình là ăn đạn đấy, cẩn thận. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ quay cảnh cái quá trình mà thay viên pin iPhone 12 này. Đây, mình sẽ tháo ra đây. Nó cũng nhanh các bạn, tầm đâu đó khoảng chừng 20 đến 30 phút thôi. Thì cái này thay thì nhanh nhưng mà mình không có nhất thiết phải làm nhanh. Mình phải làm cẩn thận hơn một tí. Mình làm một ngày cũng phải là quá nhiều rồi, mình mới làm nhanh được các bạn. Này, zin full zin luôn này, các bạn xem cái phôi không, rất rất là đẹp nha, siêu zin này, còn nguyên siêu zin, tách ra là còn nguyên siêu zin. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không có dấu vân tay, tất cả không có dấu vân tay này, rất là đẹp nha, men này rất là đẹp, chưa sửa chữa, chưa đụng chạm, phôi pin cũng chuẩn zin luôn này, các bạn xem này, không cắt cái này thì không thể nào dán mà để nó đẹp như thế này được nè, train cũng vậy này, anh em xem này. Khi mà mình dán thì nó không canh hai, các bạn xem bên bên trong này, cái độ pin nó sẽ bị lệch qua này lệch qua kia, hoặc là cái siêu này nó sẽ không có được đẹp đấy. Sẽ thay cái phôi pin nha, phôi pin mình đang thay là phôi này cũng khá là tiêu chuẩn, mình xài cũng khá là tốt, với khách hàng phản hồi thì rất là ok, xài dung lượng cũng ổn nha các bạn, giá thì nó cũng ok. Thì đầu tiên thì các bạn phải bóc cái phôi zin này ra. Cái phôi zin này nó rất là cứng nha, nếu mà các bạn mà nạy hoặc là lấy thì nó sẽ như zin này đó. Zin là các bạn sẽ lấy cái siêu này rất là khó, thì anh em lấy rất là khó nha, nhưng mà mình có một cách giúp anh em sẽ trị được cái này, trị được cái siêu zin này nha. Đây, nước tắt chuyên dụng bên mình, các bạn nhỏ vô đếm đúng 10 giây, vài giọt ha, đếm đúng 10 giây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy, một phát một là lên luôn. Các bạn này cũng phải cẩn thận nha, kê cho nó khỏi trắc sườn thứ nhất này, thứ hai là nó có một cái dây nút nguồn này, nên các bạn để rất là cẩn thận, đừng nên nảy nó đứt dây. Một phát một lên, ok chưa, lên luôn, xuống dưới này lên luôn này, và xem này, cực kỳ nhẹ nhàng đúng không, nó rất là nhẹ, không phải là cái nước này là các bạn mình đã giới thiệu ở video clip trước rồi, các bạn có thể lau được sorry màn hình nha, lau được màn hình sorry 12 13 đổ lên, nói chung là không thể không tróc nước từ, rất là uy tín nha. Đấy, cái này thì vệ sinh một cách rất là đơn giản, các bạn thấy đơn giản không, vệ sinh sạch sẽ. Nhiều anh em cái để vậy dán chồng lên, nhưng mình làm chơi mình phải vệ sinh sạch sẽ cho nó, dán cái siêu kia xuống cho nó cứng.
Chết mẹ, sạch pin rồi sư phụ. Xịt pin nhờ, xịt pin thì sang lại thôi. Đấy, vệ sinh các bạn, khi mà làm các bạn phải vệ sinh thật sạch nha, sạch sẽ. Cho tí 50 lau cho sạch. Ok rồi, bước tiếp theo là mình sẽ lấy lại cái phôi cũ này. Đấy, các bạn dùng cái mặt mặt hiện tại mình vẫn dùng là loại V cho dòng series 12, 13 luôn nha, 12, 12 Pro chứ, đây 12, 12 Pro xài chung một cáp này nha. Đấy, V 3.0, ok, vẫn xài loại này để các bạn cắm vào, đúng không, vào cái viên pin cũ nha, viên pin 80% á, thì mình sẽ dùng cái bóc này tiếp tục fix cho nó lên 100% trước. Đối với mình là mình fix lên một đây, các bạn xem thông số này để mình cho các bạn xem lại thông số này. Đấy, nó đang là 80 này, bây giờ pin 80, dung lượng pin 80 này, số lần sạc này 1242, 1242 này. Bây giờ mình sẽ active vào nha. Đây, active đúng không? Các bạn active vào, nó đang chữ đỏ này. Các bạn active vào. Ok, rồi, tiếp tục. Hết nó lên 100% pin. Bây giờ là active thì nó pin dung lượng đúng của nó là 82 này. Mình cho lên 100 luôn. 100%. Ok. Số lần sạc đúng không? 1242 đúng không? Các bạn để ý nha. 1242, mình sẽ cho nó về không luôn. Đấy, về không. Ok chưa? Rồi. Thuốc này tạm thời thì không dùng tới nữa, các bạn bỏ vào sau khi fix xong đúng không, các bạn bỏ vào để mạch luôn nha, bỏ vào máy, mở nguồn lên. Cảm nặng các bạn cứ làm từ từ thôi là được, ok hết, không có gì phải khó khăn nè, rất là dễ. Thay pin là cái gọi là gì, dễ nhất để đi sàng mạch. Đấy, lấy nguồn đúng không? Ok, giờ này nó sẽ báo là linh kiện pin không xác định này. Khi các bạn cắm vô lần đầu nghe là nó sẽ báo là linh kiện pin không xác định. Đấy, ok chưa? Các bạn đợi cho nó báo nha. Này, linh kiện không xác định đúng không? Rồi các bạn tắt nguồn. Tắt nguồn đi. Tắt nguồn mở lên lại, y như 11 Pro Max với lại 11 dòng 11 luôn. Đối với cái mạch V 3.0 thôi nha. Còn mạch lưu quang thì các bạn phải dùng mồi pin 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 kích pin mồi. Rồi. Bao lên 100% pin. Các bạn có thể sàng rồi fix cũng được nha, fix sàng trước rồi fix sau cũng được nha. Nhưng mà mình thì cách làm của mình là fix trước rồi mới sàng. Mỗi mỗi anh em thì có mỗi cách làm khác nhau. Cái này là mình chia sẻ cách làm của mình. Anh em nào cảm thấy giống hay thì làm theo. Rồi nó bị lỏng rồi, nó vẫn báo này, này nó vẫn báo này, mình sẽ cài lại. Rồi thấy chưa này. Ha. 100% pin này. Đấy, ok chưa? Vào lại này. Đôi khi nó sẽ vẫn báo tình trạng pin nha, thì các bạn gắn lại, mở ra. Bạn mở ra gắn lại cái này hoặc là fix lại, để vô bóc fix lại. Nó sẽ có trường hợp đó. Nè, 100% này. Rồi ok, mình gửi ra mình sạc pin qua thôi. Khi mà nó lên 100% á thì mình sẽ không không cần cái mạch này nữa. Mạch này mình có thể làm máy sau nha, rất là nhiều máy nha, mình làm khá là nhiều rồi, cả trăm cái máy rồi đó. Nó vẫn ok đó. Khi nào mà nó cảm thấy lỗi thì các bạn đổi cái mạch khác, mua mạch khác thôi. Rồi, không cần dùng mạch đó, nó vẫn để không vô là nó vẫn báo 100% rồi nha. Tiếp theo mình sẽ lấy cái cắt bỏ phôi này đi.
Đấy, các bạn làm cẩn thận thôi, đừng nên xé để nó rách cái cáp đi. Đấy, tiếp tục cái loại nước đây sẽ phát huy công dụng nữa. Đấy, chích vô bạn chích thoải mái luôn, không sao cả. Kể cả khi tách ron màn hình, khi ép kính, mình ép kính, mình cũng đang làm ép kính đây, thì khi các bạn tách ron ra, nó vẫn cái nước này nó vẫn dùng được rất là tốt, tốt hơn cả cồn. Nó không có hại cho sức khỏe nha, nó lạnh, nó bay hơi nhanh như là cồn, mạnh hơn cồn một tí. Nhưng mà khi mà các bạn lau màn series 12 đó, nếu các bạn lau series 12 Pro Max đó, hoặc là 13, nếu các bạn lau nước tách nha, thì nó bay ngay lúc từ, bay ngay lúc từ, không thể nào mà còn được. Nhưng mà các bạn dùng nước này bảo đảm lau trong vòng 30 giây nhưng mà không bay lúc từ, cam kết bảo đảm. Các bạn cứ inbox mình nước này thì hiện tại thị trường không có đâu, mình mới nhập về đó, không có đâu. Rồi cái phôi đó mình vứt đi, mình sẽ cắt lấy cái cáp này thôi, cáp pin cũ thôi. Nếu các bạn xong thì các bạn cứ cắt sát lại đấy, sát đi các bạn vệ sinh. Cái tốt nhất, cái mà yếu tố quan trọng nhỏ nhưng mà nó theo mình nó lại quan trọng, đó là các bạn vệ sinh cho nó sạch đi, rồi lại phun mới. Nhiều cái quan trọng dẫn đến cái tình trạng là phù pin, hoặc là khi các bạn sàn mạch đó, nguyên nhân chính của nó là không vệ sinh sạch sẽ. Khi các bạn hàn nó dầu mỡ, khi cái hàn nó dầu rồi nó nhảy vô thì nó không được bền. Cái thứ nhất, thứ hai là cái mối hàn của các bạn nó không được đều. Cái thứ ba và cũng là có vấn đề quan trọng nhất á, là cái phôi pin này, các bạn nhập á, là nó sẽ bị phù, là do nhờ một phần chính, nguyên nhân chính nó là phôi pin nhất. Nên là các bạn nên thử làm nhiều thì các bạn nên thử nguồn hàng chỗ nào sẽ là uy tín hơn để mà chọn được một cái sản phẩm nó tốt, hoặc là cái nguồn hàng cung cấp tốt, giá nó lại hợp lý cho các bạn làm. Mình làm, mình cũng thử rất là nhiều chỗ thì bên này nó rất là ok, thì mình sẽ sử dụng phôi này cũng khá là lâu rồi. Đấy, các bạn cứ vệ sinh như mình, là mình làm tới đâu là mình sẽ vệ sinh đó. Bởi vì khi mà cái miếng keo này các bạn dán trong này thì nó cũng có ít nhiều nó dính cái keo ở trong cái này, thì nó sẽ giảm cái lượng ma sát. Rồi các bạn chuyển qua bên này cho mình, dừng lại chuyển qua mình hàng nha. Rồi khi mà các bạn chuyển qua đây mình hàng thì mình cứ gá vào, cắt xong rồi mình gá vào thôi. Đó, nó khớp này. Đấy, khớp đẹp luôn nha. Khớp và khớp đẹp luôn đấy. Thấy chưa? Mình sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo nữa. Mẹo này mình thấy mình làm cũng khá là hiệu quả, là các bạn mài một tí đi, gạt cho nó có cái độ ma sát á, bởi vì nó đang láng này, cái mặt lên nó đang láng này. Thì các bạn cạ một tí cho nó có một cái độ ma sát nhất định, là các bạn hàn bao dính luôn. Đấy, là nó dính cực kỳ cứng nha, mà nó không có bạn hàn bao chuẩn. Rồi các bạn cứ gá vào đấy, theo chuẩn nha, nhẹ nhàng thôi, đừng nên nha. Ok chưa? Đấy, chuẩn chưa? Như zin. Rồi tiếp tục, chì thì mình vẫn dùng loại chì này. Chì này thì nó hơi cứng hơn chì đợt trước mình làm 11 Pro Max nha. Rồi mối hàn thì mình vẫn 300 độ. Rồi mình hàn bên dương trước nha. Ngày nay thì mình thay khá là nhiều pin rồi. Cuối năm này anh em buôn bán khá là ế đúng không? Kinh doanh khá là ế. Rồi, đó, như thế này là được rồi đó. Các bạn đi một đường là nó dính sát luôn, không thế nào mà nó buông được. Bạn nhấn nhẹ cho nó khít giữa mối hàng, cái mối sắt bên dưới với lại mối sắt bên trên nha. Nhẹ thôi, đừng để lâu. Còn vấn đề về nhiệt á, nhiệt cho mối hàng á, thì cái cách mà kỹ thuật thường thường các bạn làm á, là cái mối hàng của các bạn xài nó quen với lại cái độ nhiệt thế nào. Bạn có nhiều anh em xài 200, 250. Được nghỉ mà không tính lương vậy.
Nhỏ là Hiền ơi, nhỏ nhỏ là anh quay video cái đây, mình sẽ khi mà hàng xong đúng không, mình sẽ vệ sinh, tiếp tục vệ sinh, bởi vì khi các bạn làm nó sẽ có cái nó vang cái này vang cái kia, nhưng mà mình sẽ vệ sinh sạch đấy. Rồi các bạn lấy cái siêu dinh này, siêu dinh của nó này đấy, siêu dinh chuẩn dinh, các bạn dán lại không chuẩn, dán lại có thật với các bạn. Khi mình làm vậy đúng không, lúc trước mới ấy, cái dòng gọi là iPhone 12 mới ra thì làm đôi lúc nó cũng 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 gặp vấn đề, nhưng mà khi mà về sau này làm quá nhiều rồi nên là cái việc mà lỗi thì hầu như là không. Đấy, các bạn dán lại cái siêu zin nha, sau là cái cục pin nó sẽ có, siêu zin mới nó sẽ có cái chụp hình này, các bạn sẽ bẻ một nhẹ một tí thôi rồi ok, đẹp chưa. Rồi tiếp tục cái này siêu đen này dán để nó cách nhiệt, cũng như là giúp cho cái mặt chay nó đẹp hơn. Đấy, chuẩn zin rất là dễ, nhiều anh em cứ có gì thắc mắc cứ inbox cho mình sẽ chia sẻ trực tiếp. Làm với tiêu chính của mình là chia sẻ và học hỏi, nếu anh em nào góp ý cách làm của mình nó có gì đó gọi là không 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 nhanh bằng các anh em, hay là nó không hay bằng, thì anh em chia sẻ lại cho mình để học hỏi, anh em cùng nhau phát triển đúng không. Đấy, đẹp chưa, cái này đẹp rồi đúng không. Rồi mình sẽ test lại nha, không cần cái mạch này nữa nha, test lại còn 100% hay không. Đây là mình làm chậm á, làm chậm cho các bạn dễ hình dung á, nếu mà làm nhanh thì mình tắt hết luôn lượt để mình làm luôn cho nó nhanh. Anh em cứ thấy hay thì cho mình một tim và một đăng ký kênh nha. Có cái gì thắc mắc thì cứ inbox hoặc là để lại bình luận bên dưới, mình sẽ ra video tiếp theo. Cái này mới hàng nên nó hơi kích cái pin lên, sạc cái pin lên. Nếu các bạn không lây nhé thì các bạn cứ cắm sạc nó sẽ lên táo à. Cứ để đi không sao, à để khoảng chừng vài giây nó sẽ lên đó. 12 12 Pro Max thì nó tương đương nhau nha, thay vẫn y nhau, 12 12 Pro 12 Pro Max thì vẫn giống nhau cả, cách cách thay nó giống nhau à. Đây pin 100%, ok chưa. Rồi xong thôi, đơn giản thôi, nó chỉ gói gọn trong vòng 20 phút thôi, các bạn thấy không? Đây mình làm chậm thôi, nó gọn 20 phút cho anh em dễ hình dung. Làm luôn cái bước cuối cùng là các bạn muốn dán đúng không? Dán cho nó chuẩn đúng không? Chuẩn zin đúng không? Mình mới ra luôn. Ok. Đây. Nó có cái siêu ở dưới này. Này, cái mặt này nó sẽ nằm sát socket nha. Bạn canh đôi lúc mình dán cũng cũng hay nhầm đấy. Anh em dán cẩn thận. Đôi lúc mình dán cái đầu này nó cũng ngược lại, hoặc là nó ngược qua nhà này. Nhưng mà các bạn khi trước khi dán thì phải canh lại để khỏi phải nhầm, tránh tình trạng nhầm. Đấy. Cẩn thận chỗ này nha, bây giờ mình làm không đẹp rồi đó, này là làm không đẹp rồi này. Các bạn làm dán cái này nó rất là quan trọng nha, khi mà để viên pin vô mà nhìn cái viên pin nó như cái bộ mặt của cái điện thoại, khi anh em mà tháo cái máy ra nhìn nham nhở nó chán lắm. Mà khi các bạn làm thật đẹp, cho dù thay pin ép kính hay là làm thay vỏ, nhưng mà các bạn làm kỹ vệ sinh ok là vẫn đẹp này. Khi mình làm xong này các bạn nhìn thấy viên pin nó có giống này thì mình làm hơi xấu chỗ này này,
Đấy. Xem thử coi. Các bạn đánh giá cho mình một đánh giá để xem nó có được hay không. Được thôi nha, không gọi là đẹp nha. Nhưng mà như thế này có gọi là được chưa? Chuẩn chuẩn chưa? Anh em cho mình một cái góp ý hay là một bình luận nha, để bên dưới để mình phát triển, có một góc nhìn khác, khi mà các bạn khen cũng được mà chê cũng được càng tốt, để cho mình có một góc nhìn khác đa dạng hơn, vì cách làm của mình nó sẽ thay đổi được, cách làm của mình nó sẽ tốt. Nên là rất rất mong các anh, các em, các bạn, các đồng nghiệp mà xem được cái video này thì để lại cho mình một một tim và một bình luận đánh giá về cách làm, cũng như là nhận xét để mình còn được phát triển hơn. Đấy, các bạn ghi để vô nè. Ok chưa? Rồi. Vệ sinh hết, như mình là mình vệ sinh hết. Anh em mở cái máy ra mà như zin thôi. Chứ còn như anh em sửa rồi mình thấy cái máy rất là kinh, mở cái máy ra thật sự là không 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 muốn muốn làm luôn. Nhưng mà đối với mình, khi mà mở cái máy của khách ra là phải đẹp lại, trả lại tình trạng ban đầu, đẹp căng, không có nói nhiều. Đấy, ok. Đấy, như vậy này, chuẩn zin. Đấy, các bạn xem đánh giá mày cho mình nhận xét nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, cảm ơn 108 người hiện tại đang đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người thấy hay chia sẻ thì cho mình một tim nha. Ok, tạm biệt mọi người.